này á, đầu tiên là mọi người mở Google Chrome lên, sau đó mọi người search cho mình cái tool nó tên là Group Invite All. Đây, Group Invite All. Cái tool này là một cái tool có sẵn ở trong thằng Google luôn, nó là một cái tiện ích có sẵn luôn, rất là nhẹ. Rồi, đây cái tool như thế này. Ở đây nó sẽ, nếu mà mọi người chạy vào thì nó sẽ có chữ là thêm tiện ích vào, còn mình có rồi thì thôi, mọi người bấm thêm tiện ích là xong. Sau khi mọi người thêm vào á thì nó sẽ có một cái logo màu xanh xanh ở bên phải này, góc phải màn hình nha. Đó, có cái này nghĩa là ok. Sau khi có tool rồi thì mọi người vào lại thằng Facebook, vào luôn cái nhóm của mình, nhớ là phải vào cái nhóm của mình nha. Đây, vào cái nhóm của mình, sau đó mọi người bấm chuột, click chuột trái vào cái tool này ha, click chuột trái vào. Rồi nó sẽ hiện ra một cái bảng thế này. Cái bảng này nó sẽ cho mình biết là cái nick của mình nó sẽ có là 2265 người bạn có thể add vào được. Rồi thì ở đây mình lưu ý cái time limit này á, thì mình sẽ chọn là 15 giây, có nghĩa là cứ 15 giây thì nó mới add một người vào. Chứ nếu mà mình add nhanh quá thằng Google nó sẽ biết là mình sử dụng tool thì nó có thể cho cái nick mình ra đảo vĩnh viễn ha. Rồi mình chọn 15 giây. Rồi sau đó mình chỉ cần bấm start edit là xong. Thì bởi vì cái quá trình add này nó cũng khá là tốn thời gian, nên á mọi người sẽ add trước khi mình ngủ. Mình cứ để máy tính đó, mình bấm start edit, sau đó mình ngủ một giấc, mình tỉnh dậy là xong, được chưa? Đó, rất đơn giản như vậy thôi nha. Đó là hai công việc mình cần làm ở trong cái group này. Thì hạn chót là vào tối ngày mai ha. Mọi người cứ thêm hai bài vào, sau đó là add học sinh, mời học sinh vào cái nhóm của mình. Đó là xong cái nhiệm vụ. Rồi, xin cảm ơn mọi người.